known as the Journeyman, ladies and gentlemen, please welcome Phan Minh Quan. Và chúng ta đến với trận đấu thứ 5 của ngày hôm nay. Trận đấu giữa võ sĩ Việt Nam Phan Minh Quân và đối thủ từ Philippines, một tay đấm rất dày dặn kinh nghiệm, Mark Chunjap. Đây là trận đấu ở hàng cân Super Featherweight và đại diện của Việt Nam Phan Minh Quân là võ sĩ ở góc đái đỏ, anh thi đấu với chiếc quần màu đen. Trong khi đó, đối thủ Mark Chunjap, tay đấm người Philippines, là người thi đấu với chiếc quần màu xanh đai vàng và sử dụng găng màu xanh. Đây lại là một cuộc so tài chênh lệch về kinh nghiệm trên sàn đấu chuyên nghiệp nữa. Mark Chunjap đã có tới 48 lần thượng đài chuyên nghiệp ở tuổi 33. Anh cũng là võ sĩ có số trận thi đấu chuyên nghiệp nhiều nhất trong sự kiện Fortune of War ngày hôm nay. Trong khi đó, đây mới chỉ là lần ra mắt sàn boxing nhà nghề của Phan Minh Quân. Trước Phan Minh Quân thì đã có hai đại diện khác của Việt Nam bước lên võ đài, đó là Thái Hoàng Huy và Lê Hoàng Hiệp. Và hơi đáng tiếc một chút khi cả hai võ sĩ của chúng ta đều đã không tạo ra được bất ngờ và đều phải nhận những thất bại. Nhưng Phan Minh Quân vừa rồi đã có hai tình huống tấn công rất hay, hai cú thẳng tay bằng tay trái của Phan Minh Quân đã khiến Mark Chunjap phải lùi lại phía sau. Những dấu ấn đáng chú ý đầu tiên của tay đấm từng 3 lần vô địch boxing trẻ thành phố Hồ Chí Minh và đã có một số sự kiện boxing giao lưu theo luật thi đấu chuyên nghiệp trước đó. Phan Minh Quân là một võ sĩ có thể hình và chiều cao tương đối tốt ở hạng cân Super Featherweight. Trong khi đó thì đối thủ của anh, Mark Chunjap, sẽ dựa vào kinh nghiệm và thế lực để chặn đứng hy vọng bị knock out bởi đại diện đến từ Việt Nam. 2 phút thi đấu đầu tiên của hiệp 1 trôi qua rất nhanh. Và đó là quãng thời gian chúng ta được chứng kiến sự tự tin của Phan Minh Quân. Anh đang khiến cho Mark Chunjap không dám quá mạo hiểm với những tình huống áp sát của mình. Những đòn thẳng tay, những cú jab tới từ Phan Minh Quân là khá tốt. Lại thêm hai cú móc tốt nữa, hai cú uppercut tốt nữa của Phan Minh Quân. Chúng ta có thể thấy được tốc độ phản đòn, bắt phản ứng ra đòn của đối phương và đáp trả ngay lập tức của Phan Minh Quân là rất tốt. Và đặc biệt là những cú ra tay chính xác như vừa rồi. Không giống như những người đồng nghiệp có màn ra mắt trước như Thái Hoàng Huy hay Lê Hoàng Hiệp, Phan Minh Quân cho thấy sự điềm tĩnh trong việc giữ cự ly để duy trì lợi thế về sải tay của mình. Những giây cuối cùng hiệp đấu đầu tiên và chúng ta đang nhìn thấy được những hy vọng, nhìn thấy được những điểm rất tích cực về lối chơi của võ sĩ đến từ Việt Nam. Hiệp một khép lại bằng một cú móc chính xác tới từ Mark Chunjap, nhưng chừng đó là chưa đủ để gây ra khó khăn cho Phan Minh Quân. Và như chúng ta có thể thấy, chúng ta tới với những diễn biến trong hiệp 2 với hy vọng dành cho Phan Minh Quân. Sau hiệp đấu thứ nhất anh đã thể hiện rất tốt với những pha ra đòn chính xác, những cú jab tốc độ về phía Mark Chunjap. Một tay đấm có thể gọi là lão tướng trong sự kiện The Fortune of War lần này. Lúc này chúng ta thấy là trên khóe mắt phải của Mark Chunjap đã có một vết rách. Đó là hệ quả sau những đòn móc rất tốt của Phan Minh Quân. Như các bạn có thể thấy thì Phan Minh Quân đã
có một thái độ rất tự tin trước những cú đấm có phần chậm hơn rất nhiều của Mang Chun Jap. Dường như lúc này thì chúng ta mới thấy được lợi thế của sức trẻ trước một đối thủ kinh nghiệm. Phan Minh Quân có tốc độ ra tay rất nhanh. Anh chủ động thiết lập cự ly và thời điểm tấn công. Tình huống jab của Mark Chun Jap dần gần như không phát huy được tác dụng. Chưa có một pha ra đòn trúng đích thực sự đáng nguy hiểm nào tới từ võ sĩ người Philippines về phía Phan Minh Quân. Điều chúng ta nhận thấy đó là sự điềm tĩnh của Phan Minh Quân, nhưng vừa rồi là liên tiếp những tình huống móc tốt tới từ Mark Chun Jap. Cuối cùng thì Mark Chun Jap cũng đã tìm được một cự ly và tọa độ ra đòn thích hợp. Khi mà cái tay phải của anh đã tìm được tới cằm của Minh Quân. Nói gì thì nói, Mark Chun Jap cũng có quá nhiều kinh nghiệm. Anh đã thi đấu tới gần 50 trận trong sự nghiệp của mình. Thì rõ ràng Mark Chun Jap biết sẽ phải làm gì ở từng thời điểm. Một tình huống jab tốt tới từ Phan Minh Quân. Phan Minh Quân đang phải đối đầu với một nhà cựu vô địch OPBF, Liên đoàn Quyền Anh Châu Á-Thái Bình Dương, Liên đoàn Quyền Anh Phương Đông, một trong những liên đoàn quyền anh lâu đời nhất trên thế giới. Đó cũng là tiền thân của nhiều tổ chức quyền anh chuyên nghiệp như WBO. Và bây giờ là những tình huống ép sân của Minh Quân. Lúc này thay vì chỉ tìm kiếm những pha ra đòn trúng đầu thì Phan Minh Quân đã bắt đầu nhắm vào phần bụng của Mark Chun Jap. Một tình huống tấn công rất nặng của Mark Chun Jap vào vùng bụng của Phan Minh Quân, và có vẻ như cú đấm đó đã gây ra một tổn thương không hề nhẹ cho võ sĩ của Việt Nam. Bây giờ thì mọi lợi thế Phan Minh Quân tạo ra trước đó đều đã tan biến khi mà võ sĩ của Việt Nam đã cho thấy anh vẫn còn đau. Và thêm một cú móc phải chính xác vào cằm của Phan Minh Quân. Lúc này dường như lão tướng đã quyết định không thăm dò nữa, không chào cho đối thủ có cơ hội nghỉ ngơi nữa. Nhưng Phan Minh Quân cũng có một đòn tay sau ngay lập tức để chặn đứng nhịp thi đấu của Mark Chun Jap. Tốc độ của hiệp thi đấu thứ hai thực sự là rất nhanh, khi mà Mark Chun Jap sau hiệp 1 và nửa đầu hiệp 2 có phần kém lợi thế đã ngay lập tức quay trở lại. Chúng ta bước vào hiệp đấu thứ ba đấu áp chót trong màn so tài hạng Super Featherweight giữa hai võ sĩ Phan Minh Quân của Việt Nam và Mark Chun Jap của Philippines. Ở trong hiệp đấu thứ hai vừa qua thì Phan Minh Quân đã dính một đòn rất nặng, một cú đấm body shot tới từ Mark Chun Jap và khiến cho võ sĩ của Việt Nam tỏ ra rất đau đớn. Thêm cú móc tốt nữa của Mark Chun Jap. Khi trận đấu tới hiệp thứ 3 này thì Phan Minh Quân cực kỳ phải cẩn thận với thể lực của Mark Chun Jap, bởi vì việc thi đấu những trận 12 hiệp, 10 hiệp hay thậm chí chỉ là 8 hiệp cũng đã quá quen đối với võ sĩ người Philippines. Và đối với trận đấu chỉ 4 hiệp như thế này thì Mark Chun Jap hoàn toàn có thể tìm ra được thời điểm bùng nổ vào hiệp thi đấu thứ 3. Các bạn có thể thấy tư thế của Mark Chun Jap đã bắt đầu cẩn trọng hơn. Trong khi đó với Phan Minh Quân, chúng ta thấy những bước di chuyển của anh đã một phần nào đó giảm đi tốc độ. Nhưng đó là một pha tấn công rất tốt Phan Minh Quân. Và câu trả lời tới từ Mark Chun Jap, một đòn móc trái tốc độ. Chúng ta có thể thấy Mark Chun Jap kinh nghiệm thế nào, anh ta lựa chọn thời điểm phản đòn quá hay. Dường như vết cắt trên mắt phải của Mark Chun Jap không làm tốc độ của tay đấm người Philippines giảm đi, mà thậm chí còn khiến những cú móc của anh trở nên nguy hiểm hơn. Những pha bè thủ làm đòn đánh lệch hướng của Mark Chun Jap thực sự rất ấn tượng. Vừa rồi là một đòn tay phải chính xác của Minh Quân.
Mang Chun Jab vẫn giữ cự ly, vẫn giữ cự ly rất tốt và chọn thời điểm jab rất tốt. Thẳng tay chính xác của Phan Minh Quân đó là thay đổi nhịp tấn công của đối thủ. Và lúc này thì ưu thế sự chủ động trên võ đài vẫn đang thuộc về phía MC người Philippines. Một tình huống né đòn hơi có phần chủ quan của Mang Chun Jab khiến anh bị đẩy về góc võ đài. Một hình ảnh trái ngược hoàn toàn so với những thời điểm đầu tiên của trận đấu khi mà Mang Chun Jab đang giữ được thế chủ động, nhưng Phan Minh Quân liên tiếp với những đòn tay phải của mình khoan sâu vào vết thương ở trên mắt phải của đối thủ. Tôi muốn thấy nhiều hơn những tình huống cắt bằng tay trái của Phan Minh Quân. Và vừa rồi bị thương của Mark Chun Jab đã tiếp tục bị khai thác và trọng tài đã phải tạm dừng trận đấu để chăm sóc, để các bác sĩ có thể chăm sóc được cho Mark Chun Jab khi mà máu đã chảy tương đối nhiều trên khuôn mặt của anh. Liệu chúng ta có được chứng kiến một chiến thắng dành cho đại diện của Việt Nam ở Fortunes of War hay không? Và có vẻ như đã có dấu hiệu không tiếp tục thi đấu nữa. Và trận đấu này khép lại rồi. Và chiến thắng thuộc về đại diện Việt Nam Phan Minh Quân. Giám sát Arun Chang đến từ WBO đã quyết định dừng trận đấu để đảm bảo an toàn cho Mark Chun Jab. Và chúng ta đã có chiến thắng đầu tiên dành cho võ sĩ đến từ của Việt Nam Phan Minh Quân. Tay đấm từng 3 lần vô địch trẻ boxing thành phố Hồ Chí Minh trong lần đầu tiên ra mắt sàn boxing chuyên nghiệp đã có một chiến thắng thực sự ấn tượng. Có cảm giác như chính bản thân Phan Minh Quân cũng không thể tin nổi khi mình đã có được chiến thắng ngày hôm nay. Rất khó tin nếu chúng ta chỉ nhìn vào những con số thôi. Thì quả thực là gần như không có bất cứ một cơ hội nào cho Phan Minh Quân. Nhưng thể thao không phải là những con số, thống kê chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Và ngày hôm nay trên võ đài của Fortune Song War thì Phan Minh Quân xứng đáng với chiến thắng này, xứng đáng với tất cả những lời khen ngợi dành cho anh. Come on, guys, give it up.